Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày mai ba miền nhiều nơi có nắng, Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, về chiều tối thì mưa sẽ xuất hiện trở lại nhiều nơi trên cả nước. Ở Bắc Bộ, đêm nay thì mưa chỉ xuất hiện vài nơi, ngày mai trời nhiều mây, đến trưa chiều toàn miền có nắng, nhưng do độ ẩm không khí trên 70% nên cảm giác khá oi nóng, với nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác của miền Bắc phổ biến từ 30 cho tới 34 độ. Về chiều tối mai thì rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hình thành lại sẽ gây mưa rào và dông trở lại. Cục bộ sẽ có điểm mưa to, cần đề phòng theo đó là ngập úng và sấm sét, gió giật. Lui xuống miền Trung, ngày mai một dọc miền Trung thì đều có nắng sớm. Trong đó các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận có nắng nhiều, dao động từ 33 cho tới 35 độ. Cục bộ sẽ có nơi nắng nóng chạm ngưỡng 36 độ như tại Quy Nhơn, Tuy Hòa. Còn nhiệt độ, Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa trời cũng ít mây, nắng với mức nhiệt là từ 32 cho tới 35 độ. Về chiều tối ở đây cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, mưa chủ yếu về chiều và tối, nhưng gió Tây Nam hoạt động nên mưa cũng giảm hơn cả về diện và lượng. Còn trong ngày nắng vẫn là trạng thái chủ đạo. Nhiệt độ ở Nam Bộ phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Tây Nguyên thì nhiệt độ sẽ cao hơn, dao động trong khoảng là từ 29 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1 vẫn gây mưa cho nhiều vùng biển. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp 6 giật cấp 8. Còn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi và gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!